để lấy cái hành động mà đẩy tới này á, các bạn vô trong cái điểm danh đóng dấu 7 ngày nè. Đây nó nằm ở cái phần thứ tư á, ngày thứ tư là nhận được các bạn ơi. Mà cái phần này là chỉ dành cho những người mới chơi thôi nha, những là mấy bạn mới tạo ạc á. Thì bạn ngày thứ tư bạn sẽ nhận được. Nhưng mà em cái này nó chỉ hoạt diễn ra trong 14 ngày thôi. Trong 14 ngày này mà các bạn không hoàn thành 7 ngày này á thì cái bản này sẽ mất. Các bạn sẽ không nhận được nha các bạn ơi. Ok, qua hành động tiếp theo nè. Để lấy hành động trẻ trung này á, các bạn cần tạo tiệc trong nhà nha. Các bạn khi nào được 1000 sao này á, rồi các bạn được hành động đó. Hiện tại mình đang 995 nè. Thì trong khi mình đang nói chuyện thì có bạn gửi cho mình 5 sao nữa. Đây, nhận được nè các bạn ơi.